thời gian năm thầm mang súng lang thang vào rừng. Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng xâm xuyên màn sương. Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vươn rừng ngơ ngã phóng nhanh vào rừng, còn một bầy chim vô tình vẫn hót liêu lo đùa chơi. Nào ngờ thờ sang đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thờ sang hôm trước núp hơn sau lùm trên đầu cành. Đàn bụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xa rơi trên đất lành. Từng người thời gian âm thầm mang súng mang chim trở về, để đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Từ nòng thịt thơ bao người nơi sống